Anh đang sử dụng iPhone đây. Vâng. Có Thảo đang dùng iPhone 6S Plus màu hồng. Hiện tại thì mình đang dùng iPhone. Thứ nhất là vì là con gái nên rất thích chụp hình và quay phim. Cái camera của iPhone thì rất là nét, màu cũng rất là chuẩn, giống như màu của máy tính vậy đó. Với lại bảo mật tốt, vì là một nghệ sĩ nên có rất là nhiều dữ liệu, thông tin mail Thảo đều làm việc qua iPhone cả, không có trực tiếp làm bằng máy tính nên hầu như là xài iPhone rất là tiện cho việc bảo mật cũng như là chụp hình đẹp. Tại sao mình dùng iPhone thì là đơn giản là iPhone có kho ứng dụng rất hay, đặc biệt là ổn định, dùng lâu dài bét nhè. Hôm nay con là iPhone thứ 2 rồi, đầu tiên anh xài là iPhone 5S. Mình bắt đầu dùng iPhone đầu tiên là chiếc iPhone 2G, hồi đó là mình đã học cấp 3. Tới thời điểm này thì Apple hơi bí mật, anh cũng đang chờ nó bật mí như thế nào đây. Nhưng mà cá nhân anh thì anh khá là thích iPhone 7 hoặc là iPhone thế hệ mới. Tại thời điểm này mình chưa xác định có phải là tên iPhone 7 hay không. Nhưng mà anh nghĩ là trên cái sản phẩm iPhone 7 nó sẽ đột phá hơn rất là nhiều so với 6S. Mình nghĩ là iPhone 7 Pro hoặc iPhone SE vẫn có thể được tung ra sau này. Nói chung là bây giờ không có gì là không thể hết. Từ cái lúc mà khi Steve Jobs nói rằng là không làm iPad màn hình nhỏ, nhưng mà Tim Cook đã làm được. Rồi ngay cả khi tự nhiên ra iPhone SE làm cho mọi người đều bất ngờ. Thành ra mình nghĩ không có gì là trong tương lai có thể chắc chắn được. Anh nghe được nói là như cắt bỏ jack 3.5. Thì cái ban đầu anh nghĩ tới ngay là sản phẩm iPhone 7 chắc chắn sẽ mỏng hơn iPhone 6S hiện tại. Mình nghĩ về cái việc cái cách mà Apple bỏ đi jack cắm tai nghe là sẽ thay đổi rất nhiều cái thói quen người dùng. Người ta bây giờ thường không sử dụng cái tai nghe đi kèm của máy mà luôn luôn mua tai nghe xịn để nghe, mà bây giờ không có là phải cắm qua cái cổng chuyển đổi. Theo anh nghĩ thì khả năng thì Apple họ cũng khá linh hoạt. Họ sẽ chuyển thêm một cái connector là thay đổi từ jack lightning sang 3.5 và sử dụng cho những khách hàng bình thường, còn những khách hàng doanh nghiệp hoặc là những business thì họ có thể sử dụng tai nghe Bluetooth đính kèm. Và bây giờ nếu mà không vừa cắm tai nghe vừa sạc điện có thấy phiền không? Không, vì mình chẳng bao giờ vừa cắm tai nghe vừa sạc pin. Lúc nào sạc pin thì nó sẽ là sạc pin, nếu không đảm nhận thêm nhiệm vụ khác. Mình không muốn vừa ăn mà vừa chạy bộ đâu. Thiết kế camera kép dự đoán trên iPhone 7 Plus tác dụng gì ? Mình nghĩ là nó sẽ giúp cho cái sẽ có góc rộng và đặc biệt là nâng cao khả năng chụp ảnh HDR ngon hơn chẳng hạn. Hai camera cùng một lúc có hai nhiệm vụ là thu bức ảnh sáng và tối cùng một lúc, ghép vào nó sẽ nhanh hơn, nâng cao khả năng hiệu quả HDR cao cấp hơn. Quay phim 60fps 4K trên iPhone 7, thực ra iPhone vẫn là một trong những sản phẩm quay video cực kỳ tốt. Tự động nó đã ngon và quay slow motion đã. Bây giờ mà quay thêm 60fps 4K thì hình như nó là con máy đầu tiên có thể làm được. Xét về smartphone phải không nhớ chính xác lắm. Nhưng mà quay phim như vậy sẽ lên rất đẹp. Giá phiên bản 256GB thì mình nghĩ rơi vào khoảng chắc phải gần 30 chai. Còn về lâu dài thì chắc là phiên bản giá chính thức thì nó sẽ mình nghĩ khoảng 27 triệu là ít. Anh nghĩ màu đen của Apple khá ấn tượng. Trên sản phẩm năm đợt trước thì anh thấy là trong các màu mà đang bán, màu vàng hồng, màu silver và màu spray, thì anh thấy cái màu spray thì khả năng nó bán khá chậm. Thì anh nghĩ là có khả năng Apple sẽ thay đổi từ màu gray sang màu đen tùy. Anh khả năng anh chọn màu đen. Tại vì màu vàng với vàng hồng nó đã thể hiện ở trên màu iPhone 6S rồi. Tất nhiên là Thảo sẽ chọn màu hồng rồi. Nhưng mà tại vì phiên bản 6 thì là màu hồng gold, nó bóng. Thì nếu như có màu hồng mờ thì Thảo cũng muốn thử. Nếu mà chọn trong các cái màu đấy, màu nào cũng được. Mình thì vẫn thích trung thành với iPhone là màu spec gray, là màu đẹp nhất. Còn lại thì nếu mà màu đen bóng ấy, thì sẽ bảo là một con iPhone khác. Nhưng mà mình thấy là năm nào Apple làm thì sản phẩm đó, màu đó sẽ là màu hot và trở thành một xu thế cho các nhà sản xuất khác làm theo. Năm nay thông tin đồn mà mình biết được thì khả năng cái màu xanh chỉ là đánh lạc hướng thôi, còn sẽ không có màu xanh. Không biết như nào, nhưng nếu có màu xanh là mình sẽ mua một chiếc màu xanh là cái chắc chắn. Màu đen kia thì phải đợi trên tay mới biết được. Anh chắc chắn là khách hàng có thể đọc. Nếu mà được thì anh có mua kèm Apple Watch 2 không? Hiện nay thì anh chưa có nhu cầu sử dụng Apple Watch. Tất nhiên là có rồi, nếu như là màu hồng thì càng chắc chắn là phải mua. Mua iPhone 7 không và có mua kèm Apple Watch 2 không? Chắc chắn mình sẽ mua iPhone 7, hiện tại thì mình đã đặt vé đi sinh rồi. Còn nếu tạch ở bên sinh thì khả năng mình sẽ sang nhờ người quen mua ở bên Mỹ chẳng hạn.
iPhone 7 thì có mấy mẫu thì mình sẽ mua từng đấy mẫu luôn. Ví dụ như có 2 mẫu 7 và 7 Plus mình sẽ mua cả hai cái. Phiên bản mình mua dự định rơi vào khoảng 32GB thôi vì mình không có nhu cầu dùng cao. Ngay cả iPhone 6s Plus năm ngoái mình mua không hề lắp SIM, máy phụ. Và mình sẽ không mua Apple Watch vì mình tới lúc này mình chẳng thấy thích một con smartwatch nào. Mình cũng quá trời smartwatch, giờ tay mình vẫn chả đeo gì cả vì không quen được với sử dụng smartwatch, khá bất tiện trong cái nhiều cái. Khi đi ngủ nằm đè lên rồi đôi khi nó... Nói chung là smartwatch thì rất hay, đeo vào một cái thì trông hiện đại nhưng mà mình không quen được thói quen của mình. Anh khả năng là iPhone 7 sẽ hot hơn iPhone 6s được vừa rồi. Tại vì thường cái bản nâng cấp mà 6s lên 6 thì nó không thay đổi về hình dạng bên ngoài. Đến thời điểm này thì anh cũng đang mong muốn là iPhone 7 nó có cái gì đó đột phá hơn. Ví dụ có thể là nút home vật lý nó sẽ thay đổi bằng cái chức năng gì đó, dual camera pin lâu hơn hoặc là dung lượng quay phim đẹp hơn. Thì anh cũng kỳ vọng iPhone 7 khá nhiều. Thật ra thì iPhone trước giờ là một sản phẩm điện thoại hàng hiệu mà hot nhất, ai cũng mua. Thì Thảo nghĩ á, chắc chắn là nó sẽ hot. Nhưng mà nếu như cải tiến về công nghệ nhiều hơn thì độ hot nó sẽ nhiều hơn nữa. iPhone 7 sẽ cực kỳ hot, có thể khẳng định như vậy. Hôm qua mình vừa đăng status trên Facebook thôi mà đã có tận hơn 1.000 like, mấy chục lượt share. Đấy là mấy chỉ đăng tin thôi, còn đến khi mà bán ra thì nói chung tất cả sản phẩm khác chỉ để làm nền cho iPhone 7 thôi. Nói thì có vẻ hơi đau đớn nhưng đó là sự thật. Khi mỗi khi Apple ra iPhone mới, dù kể cả 6S, nó có thể nói là không phải là một cái bản nâng cấp để cho mọi người quan tâm nhiều, nhưng tất cả sản phẩm khác đều bị lu mờ trước iPhone hết. Đơn cử như là LG hôm nay ra con V20, chả ai thèm chia sẻ tin tức gì về con V20, chả ai quan tâm. Note 7 thì gặp ngay cái thời điểm lỗi, bây giờ với iPhone 7 vừa mới rộ lên phát, anh em xem mầm. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Ok, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn Bảo Thảo. Em xin hết.